Đi. Thấy gì? Đánh được ra coi. Ủa làm gì quýnh heo dữ vậy? Đây là heo bệnh, phải đem chôn nó. Rồi không lẽ con heo con gà nào cũng bệnh hết hả? Đầu đuôi là cũng do mấy ông quan xã, bọn thương lái tung tin là có dịch bệnh để nâng giá. Cướp của người giàu chia cho người nghèo. Uy tín của hảo hán càng được chủ soái bằng thế thiên ngưỡng mộ. Nè, đứng lại. Quên tôi hả? Đi đi, khoan đã. Chủ soái. Biết được sự bắt tay giữa Thế Thiên và Hành Đạo, Khâm Sai từ triều đình, một âm mưu đang được ngấm ngầm. Giết Khâm Sai rồi đổ tội cho bác, làm một ít cho huynh đệ ta Nhâm Nhi. Mấy thầy kiếm đâu ra vậy? À, tụi bay mà không chứng minh xuất xứ nguồn gốc con heo này á, giải lấy xã cho tao. Đón xem diễn biến gây cấn của tập 39 Cổ Tích Việt Nam Hai Chàng Hảo Hớn, phát sóng lúc 19h45 Chủ Nhật ngày 18 tháng 10 năm 2020 trên truyền hình Vĩnh Long 1.